Rồi chào mọi người nhá. Nay hai anh em mình là đi lên rừng. Thuyền sang sông hay là gọi đò ơi cũng được. Đây này mọi người này, là cái trà hoa vàng cho vùng em này. Đấy. Nó to, dài. Mọi người thấy răng cưa không? Đấy. Có một loài thì nó nhỏ hơn. Nhưng lá nó cũng dài như này. Cái đường kính này nó nhỏ hơn một xíu. Mọi người đi rừng này, con vặt nó cắn cho. Máu me. Chắc con vặt nó đang ở trong này. Để đổ ra cho mọi người xem nhé. Đây này, mọi người có thấy không? Nó đây này. Cắn tao à mày? Mày cắn tao à? Máu này. Hình như hai con. Một con không biết chạy đâu rồi. Không biết chân bên này thì có không. Đi vào rừng vậy, nhưng cái hôm trời mới mưa xong vặn nhiều lắm. Hai em mình đang về, mỗi người một vác đấy. Ruộng lúa mênh mông. Vừa nặng vẫn quay. 12 giờ rưỡi rồi, hai anh em chưa một miếng cơm, đang vác cây trên rừng về đây, làm vì đam mê. Đấy, mọi người thấy đấy, đi lấy cây nó vất vả thế. Ủa, đây em lấy cả cành nó về. Đem dăm cành. Đấy. Này đi gặp đồng nghiệp. Giờ mình sẽ đi vào xem mà. Có hai anh chị đi lấy, cũng đi lấy cây chè. Đây của hai anh chị khi nãy đi gặp ở trong rừng. Cùng lấy. Đây là đánh phôi đời mới mọi người ạ. À. Không cần phải bao bì là dây chun bộ này đấy. Đất nguyên đánh cục. Bầu, đánh bầu. Đánh bầu. Cả bầu, cả phôi. Cái to, cái nhỏ. Cái này chắc đưa về trồng này. Cũng đưa về trồng. 6, cái này 6. Toàn cái nhỏ thôi. Bó này cũng là tầm mắt cỏ lên này chị. Ít, giỏi ơi. 30 cân. 30.
cái này phải hơn 30 cân. Đấy, anh em mình giờ đang giảm rừng, đang gọi đò để qua sông. Đấy, anh em thành phố thì chắc khi thấy gọi là buồng nước đấy, quay cái gì nữa. Có cái guồng đứng nước vào ruộng. Đấy. Mỗi người một bó. Chúc mọi người đói lắm. Anh em đi từ lúc 6 giờ sáng đấy. Lấy cái phôi cũng vất vả mọi người ơi. Nói chung phôi anh em mình là toàn phôi tròn nhé mọi người nhé, chứ không phải là phôi lấy như hai vợ chồng lấy đâu đấy. Thấy phôi nào là lấy đấy. Anh em mình đi là 9 là lấy được 5 phôi đấy. 10 phôi thì lấy được 3, 4 phôi đấy. Nói chung là lấy phôi đẹp, mình mất công đi mình phải lấy hàng nó đẹp đấy. Phôi phải thẳng đấy, đảm bảo chất lượng. Rồi, xin chào bà con, cô bác, anh chị em nhé. Hai anh em mình giờ đi về nhà đã. Buổi trưa nay giờ 12 giờ trưa rồi, 12 rưỡi gần 1 giờ mới lò mọ ở trên rừng đi về. Mọi người xem được video nếu mà thấy hay thì cho hai anh em mình xin một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ hai anh em mình có động lực làm những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.